Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, đại diện thường trực của Nga tại tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW Vladimir Tarabrin ngày 9 tháng 10 năm 2024 thông báo Moscow đã chuyển giao cho OPCW kết quả điều tra về việc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học và yêu cầu thông tin này phải được xem xét một cách nghiêm túc nhất có thể. Ông Tara Brin cho biết, Moscow đã cung cấp kết quả điều tra được tiến hành trên cơ sở phòng thí nghiệm phân tích hóa học của Bộ Quốc phòng Nga được OPCW công nhận và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của tổ chức này đối với Ban Thư ký Kỹ thuật để công bố cho các quốc gia thành viên trước phiên họp thứ 107 của Hội đồng điều hành OPCW. Theo cơ sở dữ liệu của OPCW, phía Nga đã truyền giao tài liệu về việc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học để cung cấp cho các quốc gia thành viên vào ngày 3 tháng 10. Sau đó, ngày 7 tháng 10, Trung tướng Igor Kirillov, tư lệnh lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học của quân đội Nga tuyên bố, quân đội Nga đã công bố sự thật về việc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học bí mật dưới vỏ bọc là đạn khói ở tỉnh Kursk hồi tháng 8 người phát ngôn của công ty Berkeley Waller nói với các phóng viên rằng vụ nổ xảy ra sau 8 giờ sáng ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương. Vụ nổ xảy ra tại cơ sở Camden của tập đoàn General Dynamics nơi chế tạo đầu đạn cho tên lửa javelin và đạn pháo gửi tới Ukraine. Cụ thể theo đài RT, hai người đã bị thương và một người mất tích sau vụ nổ tại nhà máy vũ khí General Dynamics ở Camden, bang Arkansas cơ sở này chuyên sản xuất đầu đạn cho tên lửa javelin và hellfight cũng như đạn pháo ban đầu bà waley mô tả vụ nổ là một sự cố liên quan đến pháo hoa nhưng sau đó đã thừa nhận rằng đó là một vụ nổ bà waley cho biết trong một tuyên bố tại thời điểm này chúng tôi đang làm việc với những người ứng cứu đầu tiên và có thể xác nhận vụ việc khiến ít nhất hai người bị thương và một người mất tích chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với chính quyền khi họ tiến hành điều tra Phát ngôn viên Qua Lầy cũng xác nhận việc sản xuất đã bị tạm dừng tại tòa nhà nơi xảy ra vụ nổ, nhưng bà không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào về mức độ nghiêm trọng của các vết thương với hai nạn nhân và không biết liệu nhà máy có chịu thiệt hại nghiêm trọng nào hay không. Trong khi đó, thẩm phán Floyd Nutt của quận Calhoun nói với tờ Arkansas An Democrat and Gazette rằng vụ việc là nghiêm trọng và là sự cố đầu tiên như vậy xảy ra tại nhà máy Camden. Theo hãng tin AP, Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của bang Arkansas cho biết, họ đang theo dõi và sẵn sàng hỗ trợ nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Diana Isaacs, người quản lý rủi ro của bệnh viện cho biết, một bệnh nhân đã được điều trị tại phòng cấp cứu của trung tâm y tế quận Oachita và đã ổn định. Bà DNA nói rằng, một bệnh nhân khác đã được đưa ra khỏi bang bằng trực thăng. Bệnh viện cũng thông báo về khả năng không có thêm bệnh nhân nào nữa. General Dynamics là một công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng toàn cầu. Nhà máy Camden sản xuất và thử nghiệm thứ mà General Dynamics gọi là sản phẩm năng lượng, gồm các thành phần nổ của tên lửa, rocket và các loại đạn khác. Theo trang web của công ty, cơ sở tại Camden rộng 81.750m2 sản xuất tên lửa Hydra, đầu đạn tên lửa Hellfire và Javelin, súng cối 120mm và thuốc phóng cho đạn pháo 155mm. Theo thông tin mới nhất do Lầu Năm Góc công bố hôm 3 tháng 7, Mỹ đã gửi hơn 10.000 bệ phóng tên lửa Javelin sử dụng một lần tới Ukraine, cùng với hơn 3 triệu quả đạn pháo 155mm và một số lượng súng cối 120mm không xác định đầu năm nay, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ tăng sản lượng đạn pháo 155mm từ 28.000 quả một tháng lên 70.000 quả một tháng vào cuối năm 2024. Không rõ liệu gần đây nhà máy Camden có đẩy mạnh sản xuất thuốc phóng để đáp ứng mục tiêu này hay không, mặc dù theo trang web của công ty, công ty hiện đang muốn tuyển dụng thêm 19 nhân viên ở Arkansas. Wojong cho biết, một sự cố hy hữu đã xảy ra khi bộ đội tiêm kích tàng hình Su-57 và máy bay tàng hình không người lái UAV S-70 Okonik thuộc không quân nga hoạt động trên không phận ukraine vào cuối tuần vừa qua. Vụ việc này nghiêm trọng đến mức Su-57 phải sử dụng tên lửa không đối không bắn hạ đồng đội của mình. Truyền thông nga và ukraine sau đó đều đăng tải đoạn video S-70 bị bắn rơi trên bầu trời thành phố Kostiantynivka do kiev kiểm soát ở vùng Donetsk hôm 5 tháng 10. Trong video quay từ mặt đất hai máy bay chiến đấu Nga bay khá gần nhau ở độ cao lớn, tạo ra các vệt ngưng tụ hơi nước trên bầu trời. Máy bay Su-57 bay phía sau phóng tên lửa vào S-70, sau đó chuyển hướng. Quả tên lửa lao vào UAV bay trước và phát nổ, khiến nó mất lái rồi lao nhanh xuống đất. S-70 là máy bay không người lái chiến thuật tấn công và trinh sát hạng nặng, có khả năng tàng hình đang được Nga phát triển. Ngoài trinh sát, S-70 có thể tham gia vào chiến đấu trên không. Hiện tại không quân Nga mới chỉ đưa vào biên chế 4 chiếc S-70. Đây là lần đầu tiên xuất hiện bằng chứng cho thấy UAV tàng hình Nga đang được triển khai ở Ukraine. Thậm chí có nhiều thông tin cho thấy UAV này khi gặp sự cố có mang theo vũ khí. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân khiến Nga quyết định bắn hạ S-70 ngay trên vùng trời Ukraine kiểm soát, nhưng nhiều khả năng UAV này gặp sự cố trong quá trình làm nhiệm vụ. Đây không phải là lần đầu tiên Nga thử nghiệm các mẫu vũ khí ở chiến trường Ukraine. Theo kênh Telegram ủng hộ quân đội Nga, hai máy bay tàng hình của Moscow giữ đường bay ổn định ở độ cao hàng nghìn mét trên không phận đối phương, cho thấy kiếp lái không lo ngại phòng không Ukraine. Tài khoản Telegram Ryba với hơn một triệu người theo dõi nói rằng, chiếc Okonik trước đó gặp trục trặc với hệ thống điều khiển và đang ngày càng bay sâu vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Ryba cho hay, nguồn tin quân sự cho biết phi công Su-57 chủ động bắn hạ S-70. Tình hình sẽ tệ hơn nhiều nếu nó tiếp tục hành trình và hạ cánh từ từ sau khi cạn nhiên liệu. Còn theo các chuyên gia của World Journal phân tích, việc S-70 xảy ra sự cố trong quá trình hoạt động ở Ukraine là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi hai bên tham chiến sử dụng không hạn chế các biện pháp áp chế điện tử. Trường hợp của S-70 không phải là cá biệt và việc quân đội Nga quyết định bắn hạ UAV tàng hình này là hành động cần thiết. Ngay cả như quân đội Mỹ cũng từng nhiều lần tự bắn hạ UAV của nước này trong một số trường hợp khi máy bay mất kiểm soát, hay gần hơn là trường hợp bay Qatar TB2 của Ukraine gặp sự cố buộc phải bắn hạ vào tháng 5 năm 2023. Ở khía cạnh khác, một UAV tàng hình sử dụng các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của Nga nếu rơi vào tay Ukraine, sau đó là các nước phương Tây, hậu quả sẽ không thể đong nếm được. Điều này có thể thấy rõ qua việc Iran sao chép thành công UAV tàng hình RQ-170 của Mỹ vào năm 2011. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn thu giữ một phần xác của S-70 và các bộ phận này sẽ có thể được chuyển giao cho Mỹ để nghiên cứu trong khi phần lớn các thiết bị điện tử và động cơ đều bị phá hủy, thì phần vỏ vật liệu tăng hình của S-70 vẫn còn những chi tiết nguyên vẹn. Đề án phát triển Uav trợ S-70 Okonik được tập đoàn Sukhoi được cho là bắt đầu từ năm 2011. Nguyên mẫu máy bay thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 3 tháng 8 năm 2019. Nga từng cho Okonik thử nghiệm bắn đạn thật cùng thả bom thông thường vào tháng 1 năm 2021 và phóng tên lửa dân đường tầm xa vào tháng 5 năm 2022. Oconic được thiết kế để hoạt động cùng tiêm kích tàng hình Su-57, thay thế máy bay có người lái trong những nhiệm vụ nguy hiểm. Oconic lần đầu tiên bay cùng Su-57 trong thử nghiệm kéo dài 30 phút hồi tháng 9 năm 2019. Trong đó, hai phi cơ bay theo biên đội với giãn cách vài mét. Căn cứ chính của F-70 được đặt tại Atubinsk. Đây là cơ sở thử nghiệm máy bay phản lực chiến thuật quan trọng của Nga và từng hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Các bức ảnh vệ tinh vào cuối tháng 9 vẫn cho thấy E-70 hoạt động tại Atubinsk. Thưa quý vị, vừa qua lực lượng Ukraine đã phải liên tục rút lui ở vùng Donbass khi vấp phải đa tiến mạnh mẽ của quân đội Nga. Có ý kiến cho rằng Ukraine đang chủ động nhượng không gian để gây tổn thất cho quân Nga. Chiến lược này của Ukraine liệu có thực sự hiệu quả? Từ đầu năm 2024 đến giờ, Ukraine đã mất một loạt thành phố, thị trấn, làng mạc ở miền đông vào tay quân đội Nga lực lượng Ukraine thường rút lui sau những trận chiến quyết liệt, đôi khi kéo dài hàng tháng trời. Thị trấn Marinka của Ukraine là nơi đầu tiên thất thủ. Vào tháng 2, báo hiệu Nga đã lấy lại đa tiến công trên chiến trường. Sau đó là thị trấn Adipka, một trung tâm công nghiệp, nơi binh lính Ukraine từng phải cố thủ trong một mê cung chiến hào và bong kè. Cuối cùng, tuần qua, Ukraine đã phải rút quân khỏi thị trấn Uleda, Vuleda một thị trấn mỏ nằm trên đồi cao với vai trò then chốt trong hệ thống phòng ngự của Ukraine ở vùng Đông Nam. Góc nhìn mới của Ukraine về thất thủ Đối với nhiều nhà quan sát, việc Ukraine phải rút quân một cách chậm rãi và đều đạn khỏi vùng Donbass, chiến trình chính của xung đột Nga-Ukraine hiện nay là dấu hiệu cho thấy xung đột giữa đôi bên sắp đến hồi kết thúc, với thế thượng phong thuộc về Nga tuy nhiên nhiều viên chỉ huy và chuyên gia quân sự của ukraine thì lại cho rằng giành giật lãnh thổ chỉ là một phần còn có một cuộc chiến quan trọng hơn đó là làm tiêu hao lực lượng của nhau theo họ xung đột nga ukraine hiện bước sang giai đoạn tiêu hao trong đó mỗi bên đều cố gắng làm kiệt sức đối phương bằng cách gây cho đối phương tổn thất tối đa khiến họ không còn sức lực và ý chí để tiếp tục tham chiến Mykola Bielieskov, nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược của Chính phủ Ukraine, gọi cách tiếp cận này của Ukraine là đổi không gian lấy tổn thất của Nga. Ý tưởng chính ở đây là Ukraine chấp nhận rút chạy khỏi các thị trấn sau khi đã buộc Nga trả cái giá cao nhất về nhân lực và khí tài trong quá trình tiến công những thị trấn đó. Franz Stefan Gadi, nhà phân tích quân sự tại Viên Áo cho rằng, Nhân tố quyết định chiến thắng trong xung đột Nga-Ukraine hiện nay không phải là ai kiểm soát Uleda hay các thị trấn tiền tuyến, mà là Nga sử dụng bao nhiêu lính để chiếm Uleda, còn Ukraine phải sử dụng bao nhiêu quân để bảo vệ thị trấn này. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2024, quân đội Ukraine thừa nhận họ đã phải rút lui khỏi thị trấn Uleda để bảo toàn nhân lực và vũ khí khí tài. Trong phát biểu tối ngày 2 tháng 10, tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là làm kiệt sức đối phương, Ukraine hy vọng rằng tổn thất của Nga sẽ lớn đến mức Kremlin không đủ sức duy trì xung đột vũ trang và điều này sẽ xảy ra trước khi Ukraine rơi vào tình trạng tương tự.